Theo tin của hãng thông tấn Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh nhằm xử phạt những công ty hoặc cá nhân nước ngoài can thiệp vào các cuộc bầu cử của nước Mỹ. Quyết định của ông Trump đưa ra trước thêm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6 tháng 11 tới đây. Mục tiêu của lệnh trừng phạt bao gồm các tổ chức và cá nhân bị cáo buộc can thiệp bầu cử dưới nhiều hình thức, chẳng hạn như tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến quan điểm của công chúng thông qua tuyên truyền hoặc là rò rỉ thông tin cá nhân. Ngoài ra, thì chính phủ Mỹ yêu cầu tất cả cơ quan liên bang giám sát tình hình bầu cử để kịp thời cung cấp thông tin cho Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia. Trước đó, thì Mỹ từng cáo buộc Nga xâm nhập và can thiệp chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2016.